thì tao có bán kênh mình bán cá cho mình dạo mình đã làm mình đã đi đi mua thấy rất là nhiều rau củ và bây giờ mình sẽ lấy ra nhé. Đây là hành tươi, đây là hành cục các bạn, đây là củ hành mình nói nhỉ, còn đây là củ nghệ. Củ nghệ lắm bạn, hai củ nghệ, củ gừng, gừng, đây cũng là củ gừng luôn, nè quả quất, đây là hai quả ớt, đây là một quả cà chua, cà chua, và đây là các bạn, các biết tên chưa? Để mình nhắc lại nhá. Cà chua mình cho vào trước, quả ớt mình cho trước, cái này củ hành mình cho vào trước và củ hành tươi mình cho trước, củ gừng mình cho trước, củ gừng mình cho trước, quả quất mình cho vào luôn, vào nghệ. Bây giờ mình giúp đỡ các bạn cái gì bột quả chanh nhá. Cái chanh hoa nhài rất là thơm của mình cho bột hai quả. Chờ cực một tí. Thêm quả nữa. Bây giờ mình kéo tiếp. Nó chặt cực các bạn. Quả kia cũng chặt luôn. Đây quả nữa vừa qua. Đau đó. Các bạn nhìn thấy cái chanh nó thơm. Mình sẽ phạt cho các bạn một hoa nhài bắt. Các bạn sẽ thêm nhé. Và bây giờ các bạn có muốn thêm chân lá không? Các bạn đã biết rồi. Định là cây chanh có thể làm gì không? Là làm thuốc chanh. Ngon lắm đấy các bạn. Bây giờ các bạn biết tớ cùng ra chỗ bàn và thêm kem chân nào. Quá có thơm nhá. Đây là quả cây chín mình cho vặt nhá. Đây là vườn nhà mình nữa các bạn. Các bạn nhớ cái câu chuyện anh chết trở vàng mọi người trở lá cây chín thấy tôi về một vặt các bạn nhá. Bạn nhá. Cái này nghe. Đẹp không các bạn? Bây giờ một vặt rực rỡ luôn. Bây giờ các bạn mình cũng nhớ cho vào sổ nhá. Bây giờ mình với các bạn nhận biết được các loại hoa quả lại nhá. Đây là quả khế, còn đây là hai quả chanh. Hai quả chanh nhà mình nhớ. Quả cà chua nhà mình mua. Đây là củ nghệ. Đây củ nghệ các bạn. Đây củ gừng nè. Đây củ gừng nè. Đây là củ hành này. Đây là hành tươi này. Hai quả ớt này. Một quả quất này. Một bông hoa nhài rất là thơm. Thơm cực các bạn. Bây giờ chúng ta cho đếm thử xem bao nhiêu một thanh, bao nhiêu
rau củ rất tinh ngon như nào. Và món này cũng là một thanh. Cái này là màu vàng. Thì có phải nhớ nhầm. Cái này màu lâu. Cái này màu lâu. Vỏ màu lâu và rồi màu vàng. Các bạn mấy cái màu lâu này các bạn thấy là chút khác. Và cái này là màu màu lâu nữa. Và đây là quả cà chua. Cái quả ớt là màu đỏ. Ba màu đỏ luôn. Bây giờ em chỉ có một cái màu trắng đó là ta. Hương cà chua cá rất ngon. Thì bây giờ các bạn mình cùng nhau cất lại nha. Các bạn bây giờ các bạn sẽ đến một quả chanh quá. Hai quả chanh ớt đỏ là quả. Một quả quất và một quả khế. Ăn khế trở vào. Ăn quýt cho nó. Thêm một quả cà chua. Và đây là hành tươi. Và đây là hai quả ớt. Và đây là quả gừng. Mình nói đúng rồi. Mình nói tiếp. Mình chút làm mấy gì vậy? Và củ gừng và củ nghệ và củ nghệ và củ nghệ và củ hành và hai nhài. Nếu các bạn không nhớ thì các bạn xem video của mình nhớ. Tiên tên của rau củ quả thì các bạn mình cùng các bạn mình nói ra rõ ràng. Bye bye các bạn. Nếu các bạn thích video của mình hãy cho mình một like và đăng ký vào một chia sẻ. Bye bye các bạn. Nếu các bạn không biết các loại hoa quả các bạn hãy thêm kênh của mình như này nhé.